Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Không có tiểu bạch hổ gây chuyện, nơi này như là ít đi rất nhiều sức sống. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng ngoan ngoãn nằm bên cạnh, hiển nhiên là không có âm thanh của tiểu đồng bọn cho nên hơi không vui. Tiểu Viêm Cơ bên cạnh như một đại tỷ tỷ an ủi Tiểu Nguyệt Nga Hoàng. Không bằng cậu suy nghĩ một ít cách để Mục Ninh Tuyết ký khế ước với Tiểu Bạch Hổ, kỳ thực nếu tiểu bạch hổ ký khế ước được với mục ninh tuyết thì cũng có lợi cho cô ấy dù sao thể chất tiên thiên như cô ấy khác hẳn với người thường nếu như không điều hòa du sư sư nói để tôi thử xem sao nhưng mục ninh tuyết không thích tiểu bạch hổ là thật nếu có khế ước tiểu bạch hổ muốn trốn khỏi thiên sơn cũng dễ hơn nhiều một ma pháp khế ước triệu hoán tuy không phải cách bao xa cũng truyền tới nhưng để tiểu bạch hổ có được một thân phận còn nghe được để cho mẹ nó yên tâm vậy là cậu đồng ý rồi du sư sư hỏi đồng ý thuyết phục mục ninh tuyết ký khế ước cùng tiểu bạch hổ ngữ khí du sư sư kỳ quái nói mặc phàm không hiểu ý của du sư sư lắm nhưng vẫn gật đầu nhưng sau khi gật đầu Mạc phàm lại ngửi được mùi âm mưu đi ra đi du sư sư nở nụ cười lúc này một tiểu tử tròn vo màu trắng như bánh nếp lăn ra sau đó nhìn thấy đôi răng nanh trắng nõn của nó dáng vẻ đắc ý cùng hài lòng khi thực hiện được gian kế Mạc phàm không nói gì không phải tiểu bạch hổ bị mang đi rồi à mặc phàm nhìn sang tiểu nguyệt nga hoàng mấy phần phờ phạc Tiểu Nguyệt Nga Hoàng thấy vậy bèn vội vàng xoay thân thể nhỏ, dáng vẻ thẹt thùng mình làm sai chuyện. Mấy người kia lại diễn kịch lừa mình. Là như này, xác thực mẹ của Tiểu Bạch Hổ từ Thiên Sơn xuống, phát ra tiếng hổ gầm cách có mấy ngàn cây số, bảo Tiểu Bạch Hổ theo nó về nhà. Tiểu Bạch Hổ không muốn đi, ý của nó là ký kết khế ước với nhân loại, coi như là ở bên nhân loại, mẹ nó cũng không làm khó được nó. Du sư sư giải thích, Mặc Phàm cạn lời. Tiểu Bạch Hổ này thành tinh rồi hay sao? Biết cả lừa bịp, lại còn chơi bài tình cảm, lánh. Tiểu Viêm Cơ rất hài lòng bay quanh tiểu bạch hổ vài vòng một băng một hỏa ở chung đúng là rất hòa hợp sau một lúc thì tiểu viêm cơ bay trở về đứng trước mặt mạc phàm giang dấp non nớt nhìn mạc phàm ý là ba ba mà không rồng ý thì còn sẽ bỏ nhà đi bụi hai bị thứ này mua chuộc rồi mạc phàm cũng đành bất đắc dĩ tiểu bạch hổ xoay mắt linh lợi vừa xảo quyệt lại vừa đáng yêu có tiểu bạch hổ ở ngọn núi này đúng là náo nhiệt lên rất nhiều tràn đầy sinh khí cùng sức sống đúng rồi mục ninh tuyết đang bị hồn thương nếu khi khế ước với tiểu bạch hổ thì hẳn là khôi phục được một ít tiểu bạch hổ an thánh liên thiên sơn còn nhiều hơn chúng ta ăn rau hồn phách mạnh mẽ của nó sẽ làm cho thể chất của mục ninh tuyết có chỗ cải thiện du sư sư nói tiểu bạch hổ gật đầu như dã tỏi tiểu não hổ ta đây rất lợi hại đấy ngươi có thể có chút khí thế của đồ đằng chi tôn được không biết bá hạ không người ta căm ghét bảo vệ chủ nhân của mình ngươi thì hay rồi lại tận mưu ma trước đảo thiếp mặc phàm chỉ vào đầu của tiểu bạch hổ nói gào gào tiểu bạch hổ không phục vung cái đầu đầy lông màu bạc của mình nếu tiểu bạch hổ có thể làm cho hồn phách của mục ninh tuyết trở nên càng mạnh mẽ cùng khỏe mạnh hơn đương nhiên là mặc phàm vạn phần hy vọng mục ninh tuyết kỳ khế ước băng tinh sát cung tạo thành thương tổn cho linh hồn mục ninh tuyết quá lớn những vết thương cũ trong quá khứ sẽ liên tục hiện ra trong những tháng ngày tương lai phía trước mặc phàm không hy vọng mục ninh tuyết giống như mẹ của cô ấy rời khỏi nhân thế từ sớm vì thế lần này mặc phàm nhất định cố gắng thuyết phục được mục ninh tuyết mặc cho mục ninh tuyết không quá thích tiểu bạch hổ mục ninh tuyết không có hứng thú không lớn với động vật nhỏ không thích tiểu bạch hổ tình nguyện không cần trợ lực mạnh mẽ từ triệu hoán hệ cũng không miễn cưỡng chọn thứ không thích tiểu bạch hổ làm thánh hổ thiên sơn nắm giữ huyết mạch của tứ đại đồ đằng thú cuối cùng lại sống thảm nhất vất vả tìm được một thủ hộ giả vừa ý vậy mà người ta lại không muốn hai đồ đằng đảo thiếp cũng may bây giờ không có nhiều đồ đằng tồn tại không phải vậy khẳng định nói ra thành chuyện cười tuyết tuyết anh cũng chỉ là nghĩ cho thân thể của em nếu như em không thích nó ở bên cạnh em vậy thì vứt nó trên núi nguyệt nga của du sư sư nó ở đó cũng cảm thấy vui vẻ mặc phàm đoan chính ngồi trước mặt mục ninh tuyết tiểu bạch hổ cũng nghiêm túc ngồi một bên hai tay cụp xuống dáng vẻ rất không có sức lực nó cũng không biết vì sao mục ninh tuyết lại không thích nó khả năng là trên nó bẩn thỉu ngày hôm nay nó cố ý rửa sạch bộ lông trắng tinh đảm bảo phối hợp với khí chất thánh khiết của mục ninh tuyết mà rõ ràng tiểu bạch hổ đến từ thánh ngân thiên sơn từ nhỏ đã ăn tuyết liên mà lớn lên tu hành ở nơi thế giới tinh khiết nhất nhưng cảm giác mục ninh tuyết càng có khí tức ở nơi đó tiểu bạch hổ như mò mẫm trong vũng bùn đầu trộm đuôi cướp vô lại bên trong vô lại được rồi nhưng chúng ta chỉ có một khế ước rốt cuộc mục ninh tuyết cũng đồng ý giọng điệu này của mục ninh tuyết như là miễn cưỡng cùng không tình nguyện có cảm giác nữ cường bảo chúng ta có thể có con, nhưng bạn là người mang theo đứa trẻ. Không thích chính là không thích, Mục Ninh Tuyết cũng xem như là vì Mạc Phàm suy nghĩ cho mình. Kỳ thực không phải Mục Ninh Tuyết không thích dáng vẻ của Tiểu Bạch Hổ, chủ yếu Tiểu Bạch Hổ quá gấu, điển hình là Tiểu Bạch Hổ trẻ trâu, mà Mục Ninh Tuyết không thích tính cách này, nếu như không phải Mạc Phàm đặc thù quá mức, Mục Ninh Tuyết cũng sẽ một thân một mình băng tâm ngọc tĩnh sống hết quãng đời còn lại. So với Tiểu Bạch Hổ thì Mục Ninh Tuyết yêu chuộng Tiểu Nguyệt Nga Hoàng hơn một chút. Còn Tiểu Viêm Cơ, Tiểu Viêm Cơ không thích Mục Ninh Tuyết, mục ninh tuyết cũng không thích tiểu viêm cơ không phải vì tính cách mà là thuộc tính tương xích lẫn nhau được chuyện của nó thì để anh xử lý em chỉ cần ký khế ước là được mặc phàm nói nhóc hổ anh dẫn theo kỳ thực tiểu bạch hổ đi cùng mặc phàm cả ngày chờ mặc phàm trở về nhất định sẽ cho tiểu bạch hổ một sổ hộ khẩu tình huống khác cũng sẽ thay đổi không quá lớn ký khế ước thành công mặc phàm cũng nhìn thấy sắc mặt mục ninh tuyết thay đổi rõ ràng xem ra du sư sư cùng tiểu bạch hổ không nói sai điểm này thể phép đặc thù của tiểu bạch hổ để băng hồn mục ninh tuyết cũng trở nên khỏe mạnh hơn mục ninh tuyết muốn chuyên tâm tĩnh dưỡng mặc phàm đưa tiểu bạch hổ đi ra tiểu bạch hổ như chút được gánh nặng cũng không biết tại sao tiểu bạch hổ không sợ trời không sợ đất ngay cả mẹ nó là thánh hổ thiên sơn mà cũng dám lừa nhưng trước mặt mục ninh tuyết như một đứa bé ngoan không dám thở mạnh đồ đăng thánh thú đảo thiếp không còn tôn nghiêm nhưng cuối cùng cũng không cần trở lại thiên sơn nơi chim không thèm ỉa rất rậm này gào gào tiểu bạch hổ bỗng nhiên nhớ ra gì đó cắn vào ống quần mặc phàm kéo mặc phàm quay lại làm gì đổi ý sao mặc phàm tức giận nói bộ lông của tiểu bạch hổ dày đặc dùng mình một cái sau đó vang lên tiếng kêu lanh lảnh của kim ngân rơi xuống đất cũng không biết trong bộ lông màu trắng đó chưa bao nhiêu thứ a a a tiểu bạch hổ ở chỗ khoa tay tiểu viêm cơ con phiên dịch đi đây là cái kinh hỉ gì tiểu bạch hổ hạ thấp đầu ngậm vòng lưu ly nho nhỏ chạy tới chỗ mục ninh tuyết đang tịnh dưỡng trong phòng nó cẩn thận đặt vòng lưu ly đặc thù trước cửa phòng sau đó chạy về cái gì ngươi theo chúng ta đến núi mục bằng mạc phàm chừng hai mắt những thứ này đều là ngươi trộm trong bảo hố tiểu bạch hổ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng nó nói với mặc phàm là kỳ thực lén đi theo mục ninh tuyết dự định là xảy ra tình huống nguy cấp sẽ nhảy ra trợ giúp ít nhất là để cho mục ninh tuyết chạy trốn ai biết mục ninh tuyết lấy ra ma cung so tài nó không có việc gì làm cho nên chạy tới nhà lớn tộc hội mang đi một ít bảo bối nếu không phải trong mục thị có một nhân vật bán cấm chú nhận ra được khí tức của nó nó có thể tận diệt bảo khố của mục thị rồi mặc phàm giờ khóc giờ cười tiểu bạch hổ là thánh hổ thiên sơn sao lại chuyên đi làm việc trộm gà bắt chó này vòng lưu ly băng vừa nãy có lợi cho mục minh tuyết tu dưỡng đúng không vậy những vật khác hiếu kinh ta mặc phàm nói tiểu bạch hổ lập tức gật đầu lần này có được sổ hộ khẩu ở phàm tuyết sơn là nhờ có mặc phàm nên nó không tư tàng vật gì chẳng trách mẹ ngươi muốn ngươi trở về quá nửa là sợ ngươi ở bên ngoài bị người khác đánh chết mặc phàm nói ánh mắt tiểu bạch rất độc không phải bảo bối thì nó không lấy còn bốn tiểu bảo vật tuy không bằng vòng lưu ly băng kia nhưng mỗi một cái đều mua được một xí nghiệp loại nhỏ vừa hay gần đây mình thiếu tiền gào gào Tiểu Bạch Hổ biểu thị nó biết trong băng sơn thiên ngân có một nhánh thánh liên cực kỳ hiếm. Qua một mùa đông nữa là ngàn năm tu hành, hái về bồi bổ cho Mục Ninh Tuyết, bảo đảm kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Mạc Phàm rất hài lòng, Tiểu Bạch Hổ có tâm, giải quyết vấn đề mà Mạc Phàm lo lắng nhất. Ở Phàm Tuyết Sơn mấy ngày, Mạc Phàm vẫn trở lại Ma Đô. Dù sao Thanh Thiên Liệp Sở cũng ở Ma Đô, nhàn hạ kiếm vài nhiệm vụ treo thưởng lấy chút tiền, bổ sung một thoáng tài chính như hố đen của mình. Cảm thấy làm ma pháp sư sẽ có ra tài bạc triệu, nhưng khi đến siêu giai mạc phàm phát hiện không có chỗ nào là không tiêu tiền mà mỗi lần tiêu tiền đều cực lớn mạc phàm có thứ tốt lại đây xem mau lên vừa tới Mado đô thì triệu mãn duyên đã gọi tới xem ra triệu mãn duyên đã kết thúc khổ tu gần khống chế được thủy cốt phật châu của ngô khổ rồi mục bạch gần đây cũng ở Mado, là pháp sư nam dực hiện tại tổng bộ pháp sư nam dực ở Mado, đô đoán chừng gần đây qua lại tổng bộ còn cụ thể làm gì thì không biết được không phải là đi xuống lòng đất biểu diễn cái gọi là thân thể nghệ thuật đặc thù chứ mặc phàm hỏi đương nhiên là không phai chiêu mãn duyên nói vậy thì không đi gọi mục bạch đến chỗ tớ triệu mãn duyên là con cháu lão mado có một ít con đường đặc thù vô cùng thần bí nói món hàng này được phần lớn là một số cô gái đặc thù nhưng lần này lại không phải khiến cho người ta bất ngờ một đám thiên ưng bay qua bầu trời mado làm vô số người kinh ngạc thốt lên dù sao cưỡi với ngồi máy bay cũng khác nhau có thể điều khiển thuần thú bay lượn trên bầu trời thành thị không đơn thuần là pháp sư được tôn kính càng là quân quan có địa vị phi phạm thiên ưng hùng tráng lông vũ màu trắng tuyết màu bạc cuồng dã kéo dài từ đầu tới lưng, lộ ra một đường hoàn mỹ. Chúng nó chỉnh tề có thứ tự bay qua Mado, bay tới bán đảo gần lục địa. Thuần thú đáp xuống bán đảo, rất nhanh có trai mặc Âu phục cùng nữ mặc lễ phục tới đón. Hẳn ngài là Trương quân tướng, mời đi bên này người kia mặc áo bành tô đen cung kính nói với người đàn ông trung niên. Hiểu lầm rồi, người kia mới là quân tướng của chúng tôi quan quân trung niên kia cười, chỉ vào một chàng trai da ngăm đen nói. Chàng trai nhìn không có bao nhiêu tuấn giật, nhưng có một luồng anh khí, da ngăm đen không làm hình tượng bị hao tổn đi bao nhiêu. Trái lại để cỗ anh khí này tăng thêm mấy phần trưởng thành quyết đoán kinh nghiệm tôi luyện lâu năm. Chủ nhân áo bành tô đón tiếp khách kinh ngạc. Vị quân tướng này lại trẻ tuổi như vậy. Trong tài liệu có ghi đối phương đóng giữ ở Bắc Cương, Tân Lĩnh ít trong thời gian dài, mà những nơi đó đều hung hiểm có tiếng trong nước, khoảng thời gian có người đóng giữ, không có bộ lạc yêu ma nào dám xâm lấn. Trương quân tướng, chúng tôi nhận được tin tức là ngài cảm thấy có hứng thú với những thuần thú quý giá này của chúng tôi, vì thế gia chủ Bạch gia tôi cố ý ở đây đợi, không biết Trương quân tướng đại diện cho quân đội Tân Lĩnh hay là cá nhân chủ nhân Bạch thị hỏi chúng tôi gia nhập tử cấm quân mỗi một thành viên tử cấm quân ngoài thiên ưng ra thì cần thuần thú mạnh hơn vì thế muốn tới coi sự kiện triển lãm thuần thú của mấy người đứng ra tổ chức một chút trương tướng quân lộ ra nụ cười khá ôn hòa không giống như phần lớn các sĩ quan thiết diện kiêu ngạo tử cấm quan chu nhân bạch thì hơi kiêu ngạc dù sao thì một nhánh quân đặc trùng mạnh mẽ sẽ không tùy tiện đứng ra số người tuy không nhiều nhưng chấp hành những nhiệm vụ không tầm thường mời vào mời vào còn một ít khách mời chưa đến đủ nếu quân tướng không để ý nhiều tới việc này thì xin hãy đợi một lát dù sao triển lãm lần này của tôi không nhỏ mời tới những nhân sĩ trong toàn quốc chủ nhân bạch thị nói không sao rất lâu chưa được ngủ làm phiền chuẩn bị một ít phòng cho những huynh đệ của tôi nghỉ ngơi đó là điều đương nhiên chủ nhân bạch thị lập tức ra hiệu ánh mắt cho cô gái mặc sườn xám đứng bên cạnh mỹ nữ mặc sườn xám mang theo hoa đào trên mặt dặn dò các cô nương khác đi trước dẫn đường vị tướng quân này có gì thì cứ phân phó nơi này của chúng tôi ít có những người mang thân phận hiền hách như nga ít mi nữ sườn xám cười con mắt linh mỹ như nước chảy phong tình vạn chúng nơi này của mấy người sắp xuất hiện long thú có thật hay không trương tướng quân hỏi mỹ nữ nháy mắt một cái hóa ra đối phương không phải lão tài xế ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà không biết đúng chúng tôi hợp tác với gia tộc thuần long nổi danh nhất anh quốc bọn họ đưa ra long thú tướng mới nhất tạp long hay ngụy long trương quân tướng hỏi mỹ nữ sườn xám nở nụ cười đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ bừng khiêu gợi của mình nói đó là bí mật thương mại nha thùng 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 bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa thấy một nữ quân nhân hành lễ với trương tướng quân trong phòng mỹ nữ sườn xám thấy nữ quân nhân ánh mắt cô gái đó mang theo vài phần tàn khốc lập tức hiểu ý, mỉm cười rời khỏi phòng. Mỹ nữ sườn xám rời khỏi phòng, không quên quay đầu nhìn nữ quân nhân, thấy eo nữ quân nhân khá nhỏ, đoán chừng thắt lưng kia có thể đeo được hai vòng, nghĩ dưới bộ quân phục thì cũng có dáng vẻ câu người. Vậy thì tôi xin phép không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa, mỹ nữ sườn xám thuận tiện đóng cửa lại. Nữ quân nhân không quay đầu lại, khi mỹ nữ sườn xám rời đi thì nữ quân nhân hừ lạnh. Con gái bây giờ chẳng cần mặt mũi gì nữa, hơn nửa đêm còn ở lâu trong phòng đàn ông như vậy, không biết liêm sỉ. Có chuyện gì không Trương quân tướng hỏi? Không có chuyện gì nữ quân nhân nói. Không có chuyện gì thì cô tới đây làm gì, về phòng nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ trước đó mọi người cũng đều vất vả rồi Trương quân tướng nói. Vậy tại sao anh lại không đuổi cô gái vừa nãy ở trong phòng nữ quân nhân tên Hoa Nguyệt Trúc hỏi. Không phải tôi đang hỏi cô ấy chuyện liên quan tới long thú sao Trương Tiểu Hầu trả lời. Bọn họ thật sự có long thú Hoa Nguyệt Trúc không tin lắm. Rất nhiều thương nhân thích dùng mánh khóe, tuyên truyền kinh thiên động địa, nhưng hôm đó lại THFNH một mớ hỗn độn. Hẳn là đúng, nhưng còn giá cả thì không xử lý tốt được Trương Tiểu Hầu có chút đau đầu thật sự có long thú thì khẳng định thế lực nhiều phe sẽ ra giá cao tranh đoạt mặc dù bọn họ đại diện cho quân đội nhưng cũng phải tranh giá cùng bọn họ quan trọng nhất là tiền mà cấp trên đưa cho cũng không có bao nhiêu thật sự mà có long thú làm thuần thú thì chúng ta đã không mất dấu tà đảo ma khuyển quân chủ trong lần trước rồi thiên ưng trước mặt sinh vật như vậy vẫn là mềm yếu một khi người được khí tức quân chủ thì sợ tới mức không dám bay hoa nguyệt trúc nói quân đội cùng thợ săn hành động ở dã ngoại phương thức sẽ khác nhau một ít thợ săn ít người hoạt động khá thoải mái dù cho gặp nguy hiểm thì mọi người tách nhau ra rồi tập hợp lại là được quân đội thì nhân số khổng lồ nếu như gặp phải xào huyệt yêu ma thì đi đường vòng bọn họ đều tốn thời gian tránh né quần thể yêu ma đặc biệt là có tọa kỵ cưỡi thuần thú bọn họ có thể dựa vào thực lực đủ mạnh trực tiếp đi qua hung địa chỉ cần không gặp phải sinh vật giống vong linh không não quá nửa sẽ lui in lại phân tán nên là vì một đường thẳng tiến thuần thú càng đóng vai trò then chốt bản thân thuần thú có khí tràng nhất định có thể làm những sinh vật du đãng kinh sợ khi gặp quần thể yêu ma không muốn tốn thời gian chiến đấu thuần thú quân đội sẽ mang tới tác dụng cực kỳ trọng yếu tiết kiệm được thời gian thể lực tinh lực thể chất thuần thú mạnh hơn nhân loại quân đội muốn truy kích ngàn dặm theo sát dấu vết dù là pháp sư phong hệ thì bay một hai tiếng cũng sẽ cạn ma năng gặp phải nguy hiểm thì thuần thú cũng sẽ phản ứng nhanh chóng thoát đi không đến nỗi là lạc đường đương nhiên quan trọng nhất là thuần thú cũng có sức mạnh chiến đấu nhất định độ khớp của chúng nó không thể nào so với triệu hoán thú nhưng trải qua thời gian dài thuần hóa thì những thuần thú này cũng có thể dũng cảm đứng ra khi tới thời điểm mấu chốt đảm nhiệm chắn đường cùng cận chiến với một đám mạnh mẽ, kiềm chế những sinh vật quá mức mạnh mẽ. Ở phương diện thuần thú thì Anh Quốc đứng đầu thế giới, đặc biệt là thế gia thuần long, cũng chính là đại công tước Irene, bọn họ trước đây không lâu đã công bố một tin tức làm cả thế giới khiếp sợ. Đó chính là thuần hóa được một loại long thú nào đó, số lượng lớn cũng có thể tập trung sử dụng cho quân đội, sử dụng ở thế lực. Thuần hóa một hai con long thú thì pháp sư tâm linh hệ cao dai có thể làm được, nhưng sản lượng ấp long thú, hình thành sản nghiệp cuồn cuộn không ngừng, cung cấp cho tất cả ma pháp sư dùng đây chính là công nghệ cao ma pháp khá kinh người. Hiếm thấy đại quý tộc thuần Long Anh quốc lại tới Trung Quốc biểu diễn, Trương Tiểu Hầu nghe xong thì đại diện cho tử cấm quân tới đây xem. Nếu thích hợp thì cũng chỉ hy vọng mua được một ít tọa kỵ long thú để cho tiểu đội của mình thoát thai hoàn cốt. Chỉ sợ là một ít bò sát pha lẫn chút huyết thống của quỷ long nào đó, sau đó thì khuếch đại lên. Thật sự là long, vậy đại quý tộc thuần Long Anh quốc chẳng phải là vô địch rồi sao Hoa Nguyệt Trúc nói. Nhìn một chút đi, kỳ thực là dù có một tia huyết thống tạp long thì cũng đối với chúng ta có giúp ích cực lớn Trương Tiểu Hầu nói thường thì quân đội chấp hành nhiệm vụ bên ngoài không có tọa kỵ tốt tu vi cao đến đâu nhân số đông thế nào cũng rất khó dùng khí lực nhưng yêu vật kia xảo quyệt chạy vào trong núi trong động trong hoang dã bọn họ có chạy gãy chân cũng không tìm ra chúng nó lần này chúng ta chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế nhưng tiền cho chúng ta lại ít như vậy hoa nguyệt trúc có chút oán hận đừng nói vậy vốn là chúng ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày nếu có cơ duyên thì mua thực sự không mua được cũng không còn cách nào cả chúng ta không thể làm lỡ nhiệm vụ trương tiểu hầu nói ừm cô trở về phòng đi trương tiểu hầu nói Hoa Nguyệt Trúc hành lễ, dáng người thẳng thắp. Cô ấy là một người con gái rất cao, hành lễ nghiêng người về phía trước, chiều cao đã gần bằng Trương Tiểu Hầu. Đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Trong hành lang có thảm đỏ, Hoa Nguyệt Trúc nhìn thấy một anh chàng đẹp trai có máu tóc vàng óng, đôi mắt liên tục liếc nhìn mình, cực kỳ càn cỡ đánh giá trên dưới. Chà chà, họ Bạch này, rõ ràng là có phục vụ như vậy mà không đưa tới cho mình chàng trai tóc vàng nói nhỏ, đi về phía Hoa Nguyệt Trúc, hỏi, giá bao nhiêu, cứ tùy ý đưa ra giá là được anh nói cái gì vậy mới đầu nghe thì hoa nguyệt trúc không rõ nhưng thấy khuôn mặt dạy gái của người này lập tức hiểu ra cái gì gương mặt lập tức tụ lên xương lạnh cả giận nói vô liêm sỉ muốn chết à oa oa làm gì mà động thủ vậy chàng trai tóc vàng kêu lên hoa nguyệt trúc vô cùng phẫn nộ có nghe nói qua hiện tại có một ít đàn ông vì tìm sự kích thích si mê quân phục đặc biệt một số phụ nữ xa ngã đều mặc thành dáng vẻ kia cho bọn họ ảo tưởng nhưng hoa nguyệt trúc là quân nhân đường đường chính chính thân thánh không thể xâm phạm Hoa Nguyệt Trúc mặc kệ nơi này có cấm ma pháp hủy diệt hay không, nhất định phải đánh cho gã đàn ông hạ lưu này thành cho. Mẹ nó, vừa ra tay đã là tinh tọa chàng trai tóc vàng sợ hết hồn, không nghĩ tới đối phương trước mắt đã hoàn thành ma pháp hủy diệt. Còn may chàng trai tóc vàng là một pháp sư mạnh mẽ, tay khuấy lên như ao, nhanh chóng áp chế ma pháp hỏa hệ cao dai của đối phương. Cô nương, có gì thì từ từ nói, trực tiếp dùng đại chiêu là có ý gì chàng trai tóc vàng lau mồ hôi lạnh. Trên mặt Hoa Nguyệt Trúc lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết Lưu Manh bây giờ đều biết ma pháp, hơn nữa tu vi lại còn cao. Chết đi Hoa Nguyệt Trúc kinh ngạc thì kinh ngạc, đại sát chiêu trên tay cũng không ngừng lại. Cao giai không được vậy thì vận dụng siêu giai. Triệu Mãn Duyên vốn đang đắc ý, nhưng khi thấy nữ quân nhân này xuất hiện tinh cung ONH ánh thì, suýt nữa thì cầm rơi xuống thảm rồi. Có cửu oán gì đâu mà làm như thế. Nguyệt Trúc, cô đang làm gì thế bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một khuôn mặt ngăm đen dò xét đi ra. Tướng quân, ở đây có một tên hạ lưu, đùa dẫn với quân nhân, tôi có quyền hạ gục hắn Hoa Nguyệt Trúc nói cô coi nơi này là đất hoang bắc cương à ma pháp siêu dai của cô không chỉ giết chết hắn mà còn giết luôn toàn bộ nơi này trương tiểu hầu ra lệnh hoa nguyệt trúc không dám chống đối mệnh lệnh thượng cấp kìm chế tinh cung ma pháp hỏa hệ siêu dai xuống nhưng bực tức khó mà tiêu trừ bộ ngực phập phồng cao cao cảm giác sẽ căng ra triệu mãn duyên ngây người như phỗng hiện nay gái làm nghề này đều là pháp sư siêu dai sao ơ ờ, anh triệu trương tiểu hầu một chút đã nhận ra người kia mái tóc vàng phong nhã không thể nhầm được hơn nữa khuôn mặt còn cực kỳ tuấn tú Trương Tiểu Hầu Triệu Mãn Duyên cũng nhận ra khuôn mặt đen kia, kinh ngạc nói: "Khụ khụ, anh Triệu vẫn như cũ ha Trương Tiểu Hầu nhìn Hoa Nguyệt Trúc, rồi lại nhìn, lập tức hiểu ra chuyện gì. Cô ấy là Triệu Mãn Duyên chỉ vào nữ quân nhân Hoa Nguyệt Trúc cực kỳ hung sát ở trước mặt. "Là thị vệ trưởng của tôi, tên Hoa Nguyệt Trúc Triệu Mãn Duyên nở nụ cười, mời Triệu Mãn Duyên vào trong phòng của mình. "Vãi thế nhỉ, tên tiểu tử cậu cũng coi như là có năng lực, quốc gia phát nữ thị vệ trưởng anh tư thần võ như thế sao?" Vậy thì tôi cũng nên nghĩ tới việc tòng quân Triệu Mãn Duyên ước ao chảy nước dãi ngoại trừ da rẻ của hoa nguyệt trúc không trắng bằng những cô gái ở trong thành thị kỳ thực khí chất đều quá đặc biệt nam giác nhìn qua cũng có dung mạo khá đẹp nhưng vẻ đẹp của nam giác là trung tính còn hoa nguyệt trúc rõ ràng là thần khí uy vũ tư thái ngạo nghễ có một mị lực riêng tỏa ra trên thân thể đặc biệt là dáng cao không kém gì phần lớn đàn ông cánh đàn ông vừa nhìn không khỏi sinh ra tự ti mà còn có dục vọng chinh phục mạnh mẽ triệu mãn duyên không phải loại người thấy gái yêu diễm bên đường là hỏi giá mà có tính thưởng thức cực cao vì thế mà hoa nguyệt trúc đẹp đẽ như này không phải ở trong thành thị dùng mỹ phẩm dưỡng da mà thành, chính là trải qua các loại tôi luyện trong vùng hoang dã, hoang mạc khó thuần. Nguyệt Trúc, đây là anh của tôi, những lời vừa rồi cũng chỉ là nói đùa, cô đừng quá để ý tới Trương Tiểu Hầu nói với Hoa Nguyệt Trúc còn đang nổi nóng. Hứ Hoa Nguyệt Trúc không coi đó là lời nói đùa, lãnh ngạo rời đi. Triệu Mãn Duyên lúng túng, cũng không biết là do nhãn lực mình kém hay là tinh trùng dồn lên não. Đến Thu Ong Hải thì sao không nói với chúng tôi một tiếng Triệu Mãn Duyên hỏi. Nghỉ ngơi một hai ngày ở đây, đoán chừng mở mắt ra là đi chấp hành nhiệm vụ, cho nên lần sau trở về mới hội họp với các anh nào có biết gặp nhau ở nơi này trương tiểu hầu có vẻ rất kích động sau khi chia tay ở tần lĩnh thì trương tiểu hầu lập tức tới bắc cương tín hiệu ở bắc cương xác thực không tốt rất lâu rồi không có liên lạc với mạc phàm mạc phàm còn nói với tôi là cậu trở về triệu mãn duyên vỗ vai trương tiểu hầu anh phàm vẫn luôn nhớ tới tôi trương tiểu hầu có chút xấu hổ nói sau khi tới bắc cương thì không tiện liên lạc không cách nào báo bình an đúng vậy mạc phàm nói không có bất ngờ gì xảy ra thì sáng sớm một ngày nào đó vừa mở mắt ra sẽ nghe tin cậu qua đời ở bắc cương gọi tôi tới cùng nhặt xác của cậu phần xấu hổ của trương tiểu hầu biến mất không còn sót lại gì xác thực bắc cương rất hung hiểm hơn cả tần lĩnh sau khi tần lĩnh yên ổn thì trương tiểu hầu chủ động xin đi bắc cương chân chính làm bạn cùng yêu ngủ cùng ma có thể sống sót qua thời kỳ canh giữ đã là một kỳ tích rồi vì thế mặc phàm có nói những câu kia cũng không có vấn đề gì bây giờ cậu làm tướng quân không còn phải thiếu tướng nữa triệu mãn duyên nhớ lại lời hoa nguyệt trúc nói khi nãy kinh ngạc nói tướng quân bắc cương bị một con ma khuyển lao vào giới giết tôi đảm nhiệm vị trí của hắn tạm thời tôi giết ma khuyển cấp trên để tôi thành tướng quân chính thức trương tiểu hầu nói tần lĩnh lẫn bắc cương đều do cậu làm cho yên ổn triệu mãn duyên biết không ít thứ một ít nội ưu ngoại hoạn trong quân đội cũng biết trương tiểu hầu có thể làm cho hai chỗ hung địa này yên ổn xác thực giảm bớt rất lớn áp lực cho vùng duyên hải kha kha trương tiểu hầu cười lợi hại thế nên quốc gia phát cho cậu nữ thị vệ trưởng như vậy anh triệu anh đừng nghĩ tới những thứ kỳ quái hoa thị vệ trưởng cũng là con gái của danh tướng thực lực không kém tôi đâu chủ yếu là cô ấy thiếu quân công mà chỗ tôi đơn giản là ván qua cầu cô ấy có nhiều tiềm lực hơn tôi trương tiểu hầu khiêm tốn nói vậy hẳn càng cố tranh thủ đi tôi chỉ muốn nói với cậu điều này mặc phàm với mục bạch đều đang ở trên sân thượng triệu mãn duyên nói bọn họ mua cổ phiếu cái gì thế ở sân thượng uống rượu nơi này không khí tốt thích hợp lên cao uống rượu nào đừng nói với tôi là cậu đang có nhiệm vụ trên người nên không uống rượu được đó triệu mãn duyên nhớ tới điều gì không ảnh hưởng gì chúng tôi tới đây để mua thuần thú nghỉ ở đây một hai ngày ô phía quân đội của cậu có hứng thú với long thú triệu mãn duyên nhíu mày Trương Tiểu Hầu lắc đầu. Dù sao thiên ưng cũng phù hợp của quân nhân, hệ thống thiên ưng toàn bộ quân đội trong nước cũng phát triển hơn, chỉ là cấp bậc hiện giờ của Trương Tiểu Hầu, cưỡi thiên ưng không thích hợp, cần thuần thú cấp bậc cao hơn. Tôi nghe nói mấy quốc gia Trung Đông giàu nứt đổ vách, bọn họ vung tiền mạnh hơn, long thú như này cũng không đủ cầu Triệu Mãn Duyên nói. Anh Phạm cũng có hứng thú với long thú sao anh Triệu? Tới xem một chút, nếu có á long không tệ thì tôi sẽ cân nhắc mua ngay đúng là lu ác trước tôi nói với Mạc Phàm về long thú. Hai mắt cậu ta sáng lên, nhưng gần đây không biết tại sao không còn hứng thú nữa triệu mãn duyên nói hai người vừa nói chuyện vừa đi lên sân thượng sân thượng này là loại mở cửa tủ kính quân ba kề nhà chính một mặt là ghế ngồi gần biển gió biển thổi tới uống rồi u u vô rất có luận điệu nhưng mặc phàm cùng triệu mãn duyên từ trước tới nay không bị ràng buộc bọn họ muốn ăn đồ nướng bảo người ta chuyển ghế gỗ tới bờ biển dựng lên giá nướng thịt khói làm các nhân viên phục vụ trong quán phiền muộn bọn họ làm như vậy không khác gì kéo đẳng cấp từ cao xuống thấp như một quán đồ nướng ven đường nhìn xem tớ đưa ai tới này triệu mãn duyên hô to một tiếng mặc phàm đang dùng quyển sách tuyên truyền long thú để làm quạt thổi than thấy trương tiểu hầu cùng triệu mãn duyên đi tới kinh ngạc há miệng có thể nhét được một cái cánh gà lớn nội yêu ngoại hoạn thù trong giặc ngoài anh phàm anh là pháp sư hỏa hệ hà tất gì phải tự khổ cực quạt than như thế trương tiểu hầu nở nụ cười cá tự mình câu lên ăn và đặc biệt ngon hiểu đạo lý này không nếu mà ra chợ mua thì còn ý nghĩa gì mặc phàm nói ít ý nhiều triệu mãn duyên nở nụ cười sâu xa tiếp lời mặc phàm tớ cũng thích ăn cá cũng chủ yếu ra ngoài đi câu, nhưng đi chợ có nhiều lựa chọn hơn mà. Đây là lý do mà cậu thích chơi gái mục bạch cho Triệu Mãn Duyên một đao. Thả cho má gì vậy, cậu là một con vịt thần thánh thì biết mùi vị thịt cá như nào, có cái gì mà kiêu ngạo Triệu Mãn Duyên mắng. Trương Tiểu Hầu ở đó cười ngượng. Trước đó không lâu Triệu Mãn Duyên còn hỏi nữ thị vệ trưởng của mình giá bao nhiêu, mục bạch nói không sai. Đừng ồn ào, lại đây nếm thử cánh nướng của tớ đi mặc phàm làm ra dáng vẻ bếp trưởng, đưa xiên thịt cho mọi người, cả bốn bắt đầu ăn. Ăn xong miệng toàn dầu mỡ, bỏng miệng cũng không sao, uống một ngụm bia lạnh là sảng khoái không thể hình dung được. Đêm càng khuya, lửa trại trên bãi cát càng sáng. Bốn người không biết uống bao nhiêu, ngã trái lăn phải ở bãi cát, phòng ở thuê không cũng không đi, lại vùi vào cát mà ngủ. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu xuống, trên mặt biển dần có một tia hồng quang nóng rực chậm chậm hé ra, không bao lâu đốt biển xanh thành một mảnh đỏ bừng, từng lớp sóng, hồng quang cũng tạo nên vô số gợn sóng. Bốn người say xỉn ngơ ngác đứng lên, cùng tới khách sạn dùng bữa sáng. Triển lãm thuần thú bắt đầu vào 8 giờ sáng, bọn họ suýt chút nữa thì ngủ quên. còn may là vừa tới thì toàn bộ triển lãm mới bắt đầu. vốn là mặc phàm không quá hứng thú với long thú, nguyên nhân là vì nghèo, không rảnh tiền để mua tọa kỵ thuần thú. nhưng nghĩ tới những tăng vật mà tiểu bạch hổ trộm cho mình đã được xử lý, tiền cũng đã vào túi trong cơn say hôm qua, như vậy mình vẫn đủ sức đi cạnh tranh một thoáng long thú cho thỏa mãn. mọi người nhìn xem, đây chính là một con địa nha long. cứ việc nó là ngụy long, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều được trang bị nha cốt vũ trang cực kỳ cứng rắn, bao gồm cả xương của nó cũng đạt tới cấp bậc á long không có bất kỳ yêu thuật ma pháp hiểu các loại thú kỹ đánh lộn là sung phong phá hủy là thuần thú cận chiến hoàn mỹ địa nha long có ngoại hình uy vũ dự tợn sừng dài mãi cho tới đuôi tất cả đều là nha cốt sắc bén hiển nhiên là ngụy long như vậy trong cấp thống lĩnh đều tùy ý nghiền ép kỳ thực chiến thắng địa nha ngụy long thì rất nhiều ma pháp sư ở đây làm được nhưng muốn thuần phục nó muốn nó nghe theo lời của nhân loại thì là khó khăn nhất đặc biệt là nghe theo người mua liên quan tới kỹ xảo thuần phục thì vẫn luôn là chuyên môn của pháp sư tâm linh hệ con này thế nào triệu mãn duyên hỏi Mạc phàm trực tiếp lắc đầu địa nha ngụy long này nghe thì rất là cường hãn nhưng đoán là nó không chịu được một đạo lôi siêu dai của mình mặc dù làm tọa kỵ để chạy cái tên này cũng không làm cho mình cảm giác thoải mái trương tiểu hầu cũng lắc đầu nếu như lần triển lãm này chỉ có ngụy long như này vậy thì có chút thất vọng rồi trương tiểu hầu cân nhắc tọa kỵ thuần thú chủ yếu là linh hoạt huống hồ địa ngụy nha long này không biết bay trên chiến trường làm quân sung phong địa nha ngụy long này hẳn là vô dichnư thị vệ trưởng hoa nguyệt trúc nói quả nhiên địa nha ngụy long này vẫn có rất nhiều thế lực cảm thấy hứng thú bọn họ lại đặt đơn hàng lớn lần triển lãm thuần thú này không phải mua từng con đều là mua một đám thậm chí còn dự định số lượng hàng năm nói ví dụ như thế tộc đến từ phương bắc bọn họ mua 30 con địa nha ngụy long năm sau có 30 địa nha ngụy long thì bọn họ cũng mua sạch rồi thuần long ở đại quý tộc anh quốc cũng có số lượng cái bản lĩnh thuần long này còn đáng giá hơn cả màu vàng ngân khoáng đây là ưng khải long cấp bậc thuần hóa lên tới 6 sao không chỉ kế thừa long dực của long tộc mạnh mẽ càng có dũng mãnh thiện chiến hơn ưng tộc. Ưng Khải Long không có long giác, nhưng có ưng quan, móng vuốt tương tự như ma ưng cực kỳ hùng tráng, lồng ngực, cánh đều mang dáng vẻ cự long phương Tây. Cũng là Ngụy Long, để những quan quân bên cạnh Trương Tiểu Hầu sáng mắt lên. Độ thuần hóa 6 sao, sao, không phải cùng cấp bậc thuần hóa thiên ưng của chúng ta sao thị vệ trưởng trung nên nói. Người Anh quốc rốt cuộc là làm như nào, để cho sinh vật mang long huyết thống này ngoan ngoãn nghe lời. Huyết thống càng cao thì càng khó thuần phục. Cự long, chân long phương Tây là sinh vật khó thuần phục nhất, thiên tính kiêu ngạo hung mãnh cự long cùng chân long càng có địa vị cao hơn nhân loại nhưng sinh vật có long huyết thống cùng yêu ma hỗn tạp cũng kế thừa điều đó của cự long giã tinh khó thuần miệt thị những chủng tộc khác tướng quân ưng khải long này có thể mạnh hơn thiên ưng của chúng ta không ít có nên chốt đơn không cứ xem tiếp đi đã trương tiểu hầu nói tiếp theo chính là chủ bài của chúng tôi trong lần triển lãm này mời mọi người cùng xem ánh mắt mọi người rất nhanh hướng về sân bãi triển lãm ban đầu mọi người cho rằng triển lãm thuần thú sẽ cho những thuần thú này đeo xiềng xích ma cụ phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. Nhưng trên thân thuần thú này không có bất kỳ xiềng xích nào, long nha lộ ra bên ngoài, nước dãi chảy xuống, dọa những vị khách ngồi hàng đầu suýt nữa ngất đi. Hình thể long thú khôi ngô như một gò núi nhỏ, vảy trên thân quả thực là áo giáp được đánh bóng tinh tế, mơ ra co lại, hiển nhiên rắn chắc kiên cố nhưng không chút nào gây trở ngại. Dược long bao bọc lớp da, cánh chủ cốt mạnh mẽ có thể thấy rõ ràng, lúc này long xí đang kề sát hai bên, móng vuốt nối liền cùng chi trước. Chi sau tráng kiện, thân thể phô ra viễn cổ đại tích, phía sau nắm giữ long lân sáng sủa uy vũ hơn những thần lằn viễn cổ ra sần sùi khiến cho người ta không thể thấy được liên hệ với bò sát cồng kềnh xấu xí khi những vị khách nhìn thấy long thú xuất hiện đồng loạt nín thở đây là long thú sợ là một chân long bất kể là thân cánh vảy đều tương tự với cự long tới 90%, quan trọng khí tức của nó khiến người ta cảm giác có một quân chủ dáng lâm ở sân bãi cao quý như nó mới là chủ nhân của nơi này hoàn toàn không phải để triển lãm cùng buôn bán thuần thú ôi vãi chưa kìa nhà irene bán cự long à triệu mãn duyên kinh ngạc thốt lên một tiếng ngoại trừ thể trạng nhỏ hơn cự long rất nhiều, long thú trước mắt đã ra khỏi phạm trù ngụy long, thậm chí càng tiếp cận bán long hơn một số á long. Đây là một con phi long, cấp bậc thuần hóa của nó cũng là 6 sao, vì thế mọi người không cần sợ nó, nó còn ngoan hơn một ít triệu hoàn thú. Đương nhiên khi cần nó tàn bạo thì sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua một ít khế ước thú, đây là tác phẩm thành công nhất cho tới hiện tại của đại sư đại quý tộc Anh quốc chúng tôi. Sau khi phi long ra đời, nhất định là một lần ghi vào sử sách trong lĩnh vực thuần thú của chúng tôi. Người chủ trì không có làm bất cứ dư thừa gì với phi long, sức mạnh, phòng ngự, thể năng, lực tác chiến ra làm sao thì nó cũng là một con phi long đã được thuần hóa. Thực tế phi long này dùng làm khế ước thú được bán ra đều sẽ trở nên nóng nhất, nhưng bây giờ lại được mang ra bán làm tọa kỵ thuần thú, lật đổ nhận thức của mọi người về thuần thú. Thuần thú có thể tiến hành rằng buộc chủ tớ với bất kỳ người nào, mặc dù không phải là ma pháp sư triệu hoán hệ thì cũng không chế được thuần thú. Vì thế mà chỉ cần có ma pháp sư hệ khác bỏ ra nổi số tiền, cũng có thể mang phi long đi điều khiển sử dụng tùy ý phải biết pháp sư triệu hoán hệ rất khó thu phục được long thú làm khế ước thú mà những pháp sư không phải triệu hoán hệ đều có thể nắm giữ thuần thú phi long đây là sung kích cỡ nào với triệu hoán hệ cùng toàn bộ lĩnh vực ma pháp lật trời rồi sắp thay người lãnh đạo rồi đại công tước irene muốn biến châu âu thành chỗ cho long tộc thống trị toàn thế giới triệu mãn duyên kêu lên lúc này mặc phàm cũng không khỏi hít sâu vào nhớ lúc trước ở thánh học phủ ojos có người hỏi hội trưởng hội học sinh saga vì sao lại có hứng thú với dung hợp ma pháp của mặc phàm nếu dung hợp ma pháp được thực hiện phổ cập cho đời sau Ma pháp lý luận như vậy có thể tuyệt đối để con người ta vượt qua thời đại ma pháp một bước lớn, thực lực toàn dân tăng lên diện rộng, năng lực biến hóa. Nhưng rất nhiều ma pháp sư sơ giai cùng trung giai có thể xuất nhiều chiêu khác nhau, không đến nỗi nhìn qua dập khuôn máy móc như vậy. Bản lĩnh thuần long này cũng tương tự như vậy. Có thể thuần hóa long thú, cũng phù cập cho tất cả ma pháp sư. Ngựa thú không còn là chuyên môn của pháp sư triệu hoán hệ, tất cả mọi người đều nắm giữ một sinh vật có sức chiến đấu cường hãn, hộ giá hộ tống, phi thiên nhập địa, nếu như số lượng long thú đủ nhiều, Lo gì không diệt sạch những đế quốc yêu ma kia. Mấy người tới xem rồng, hay là thật sự có thể mua, hay chúng tôi đặt hàng thì mấy người có sẵn hàng một gã mặc quân phục đứng lên hỏi. Người này hẳn là ở quân bộ khác, cấp bậc cũng rất cao. Nếu như ngài đấu giá thành công, giao đủ tiền, sau khi nhỏ máu nhận chủ thì phi long này sẽ là của ngài, không thì đợi sau đó chúng tôi công khai giá của phi long, cũng sẽ nhận đơn đặt hàng trên toàn thế giới chủ nhân Bạch Thị nở nụ cười tự tin. Đặt hàng thì nhất định sẽ có. Ngài đưa ra giá hợp lý, chúng tôi sẽ đưa tới cho ngài trong thời gian quy định. Tất nhiên là có giới hạn số lượng nhưng đại công tước đảm bảo tất cả những người có ý định đều có. Số lượng Phi Long không phải là rất ít chỉ có vài con, hàng năm sẽ có số lượng nhất định được cung cấp cho những thế lực lớn trên toàn cầu. Khó có thể tin được, khó có thể tin được. Vì để thể hiện sức mạnh của Phi Long, Bạch Gia mời mọi người tới biển rộng rãi, để một số pháp sư cấp bậc siêu giai tự mình đi khiêu chiến nó. Trải qua một ít trận đấu, thực lực của Phi Long này đạt tới Á Long trưởng thành, dù cho đối mặt với sinh vật cấp quân chủ cũng sẽ đưa tới tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó có thể bay, là bá ba chủ tuyệt đối trên không trung khuyết đại hơn là long lân của nó thật sự kế thừa được đặc thù mạnh mẽ nhất của long tộc đó là miễn dịch ma pháp nguyên tố ma pháp từ cao giai trở xuống đều miễn dịch đánh vào thân phi long không có tác dụng gì đây là năng lực khá biến thái mang ý nghĩa nếu thành lập đội quân ngàn người đối phó phi long phi long có thể bỏ qua ma pháp nguyên tố tấn công tập thể lúc trước có một con phi long xuất hiện ở núi andes bất kể là quân đoàn phong hạm của phản quân hay thập tự quân đoàn của liên bang thì nó đều như là tồn tại ác mộng vốn tưởng lần triển lãm thuần thú này thuần thú phi long là then chốt chỉ la một con cũng sẽ bị vô số thế lực tranh đoạt đẩy giá lên trên trời rất khuyết đại làm cho mọi người khiếp sợ là lần triển lãm này có tới 7 con thần thú phi long con thứ nhất bị gã mặc quân phục mua con thứ hai bị thành viên tộc hội mục thị mua con thứ ba thứ tư đều bị người của triệu thị mua còn lại ba con nữ thị vệ trưởng hoa nguyệt trúc cắn răng mua một con trương tiểu hầu thấy giá quá cao trước sau đều do dự nhưng nữ thị vệ trưởng hoa nguyệt trúc kiên trì mua con thứ sáu mặc phàm thử hô giá sau đó nhìn tiền dư trong tài khoản cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Đoàn người này quá mạnh, tiền của bọn họ đều như ăn cướp được, hô giá lên rất cao. Tùy tiện một lần hô giá lên cũng hơn trăm triệu, mặc Phàm biểu thị dùng hai chân chạy đua với rực ma cụ của người khác. Còn lại một con cuối, chúng ta vẫn là mua một con chứ triệu mãn duyên nói. Ba người chúng ta hùn tiền lại cũng có thể mua được một con mục bạch cười khổ nói. Phi Long như vậy, tuyệt đối có tiền cũng không mua được, triệu mãn duyên cảm giác không thể thức tỉnh được triệu hoán hệ, vì thế cần một tọa kỵ xứng đối với mình cũng là điều tất yếu. Hai, tiếc là tài sản của nhà đã bị triệu hữu càn cướp không phải vậy thì triệu mãn duyên cũng dám mua cả bảy con hùn tiền lại mua suy nghĩ lại một chút dù sao một phi long chở ba người chúng ta vẫn thừa sức mặc phàm gật đầu mặc phàm không phải cậu quen irene sao dòng này được mang từ anh quốc tới bạch gia bạch gia là đại kỳ cả nộp thuế bên trong nhất định phải tăng một số tiền lớn chúng ta hỏi trực tiếp irene coi như mua hàng tận xưởng nhất định sẽ có lợi hơn nhiều triệu mãn duyên nói mặc phàm gãi đầu nếu biết đại công tước irene là nhân vật như vậy lúc trước hẳn là nên nịnh bợ nhiều hơn xíu. Quen thì quen, nhưng không tới mức người ta sẽ bán tháo sản phẩm hiếm của nhà mình, thuần hóa phi long khẳng định đánh đổi cũng rất lớn. Tâm Hạ quen cô ấy hơn, để Tâm Hạ nhà tớ giúp chúng ta hỏi một chút Mạc Phàm nói. Trương Tiểu Hầu đúng là có tiền, trực tiếp mua luôn Mục Bạch nói. Mục Bạch vừa dứt lời, nghe thấy nữ thị vệ trưởng Hoa Nguyệt Trúc thô bạo nói một câu, chúng ta mua hết ưng Khải Long luôn chứ tướng quân. Ừ, mua hết. Vẻ mặt của Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch càng phức tạp hơn. Đến cùng là một mình làm thì nghèo một đời, công hiến cho quốc gia một đời giàu có. Sau lưng có tổ chức, dưới tình huống cần số tiền lớn mới lộ ra ai là người nghèo. Các cậu nói xem đồ đằng có thể bán được bao nhiêu tiền, chúng ta chói tiểu nguyệt Nga Hoàng lại liệu có đổi được một con phi long không chịu mãn duyên nói. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hưng Review chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!